Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Vân Thư sẽ tiếp tục bóc khu đồ chơi Polly Pocket và Slam nha. Đây chính là em gái của mình. Và đây là mình, Đinh Thanh Vân nè. Và đây là em gái. Rồi Cúc giới thiệu đi. Hello các bạn, mình là Hoàng Thư. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau khui hộp nào, bóc hộp đồ chơi nào. Hai sẽ khui đồ này trước là Hachimo. Và đây là Slam hình cây kem ngựa unicorn. Nào, mình khai bóc các bạn xem nha. Ủa, không mở ra được vậy? Mấy bạn không biết mở. Bây giờ mình mở như thế nào bạn? Để mấy bạn chỉ cho mình ra, đừng ấn like và subscribe nha bạn. Rồi hai chị vui nha, bà đi ra ngoài chút anh. Và đây, mình đã bóc được đây là những món đồ chơi, có cả một cái list nè, để mình coi mình đã bóc chúng được cái gì nha. Coi mấy bạn ơi, ở đây chúng mình đây để chị Hai sẽ mở giúp cho bạn em Cúc nha. Cái này mình sẽ để đây để mình trồng, để mình làm cái đội nón thẻ vẹo bạn. Wow, mấy bạn ơi, mấy bạn ơi. Nhìn xà lan của chúng ta đây. Và nhìn cái rồi luôn của mình đi nè. Mình sẽ đổ thôi nhé. Trước tiên mình phải dùng những cái rác này nha các bạn. Giờ mình sẽ lấy ra. Ui quá. Từ quá gì đấy. Xà lan à. Hey, các bạn ơi, em Cúc đã bóc được một bịch salam nữa rồi. Một bịch salam màu trắng và một bịch salam màu hồng. Mình sẽ này rồi em Cúc hãy cố gắng mở cái đó đi. Và mình đã chúc được một bạn hình, bạn này tên là gì ta, để mình xem mà này. Một bạn thỏ à. Hoặc các bạn nghe không? Đây là một bạn thỏ màu hồng nha. Bạn thỏ này có một cái cánh rất là mượt luôn. Người ta có phủ cái lông ra nha. Sờ rất là mượt luôn nha các bạn. Siêu mượt luôn. Mình sẽ gắn cái cánh này lên cho đấy các bạn ơi. Cho bạn thỏ này. Chị Hai mở cho. Wow, chị Hai thỏ này rất là đẹp luôn. Mình sẽ xem cái list đi. Chị mở cho đây em cha, đừng nói nhiều. Wow. Mùi thơm quá, chị Hai mùi thơm á. Bạn Cúc đã mở chúng một cái salam. Salam gì đây? Salam này. Trời ơi, salam này siêu đẹp mượt luôn. Siêu mượt quá, siêu thơm. Salam này đã quá Cúc. Đúng rồi, đã. Đây là salam của Cúc nè, chơi rất là đã luôn. Còn đây là salam, tiếp tục là một cái salam nữa, salam màu trắng. Mình sẽ bóc ở chỗ đây, có một cái chỗ để cho mình bóc. Đây, mình sẽ lôi hết salam ra luôn. Ghê quá. Coi mấy bạn ơi, mấy bạn coi như vậy hay mình là cái đó có không nha. Salam này dính tay quá các bạn ơi, dính tay lắm luôn á. Nhìn. À, mình đã có một cái con này rồi, nhưng mà là con hình con thỏ, nhưng mà mình vẫn chưa có hình con nào của mình. Ui, hết. Ui, salam nó dính tay quá các bạn ơi, mình phải siêu dính tay luôn. Siêu dính tay và siêu đặc. Ôi, và cái salam này rất có một cái mùi kem, mùi của cái kem á các bạn. Các bạn ăn kem là các bạn sẽ ngửi được cái mùi của cái kem. Và cái salam này có mùi giống như là kem luôn. Đúng rồi mấy bạn ơi, để mình thử cái này tụi con. Vậy nhặn nó lên, nhào nó lên để cho nó. Em Cúc hãy nhớ là không được trộn salam lại với nhau nha. Các bạn ơi, mặc dù mà các bạn không thể nào ngửi được cái salam này, nhưng mà cái salam này là cái mùi của vị kem, vị vani á. Chơi thôi, mặc dù hay dính tay ơi, chị Hai chơi ơi. Một lúc. Chị Hai ơi, chị Hai. Mấy bạn, cái mùi này giống như là mùi dâu á các bạn ơi. Chơi một lúc thì salam này sẽ không còn dính tay nữa. Và mình sẽ lấy hết salam ở trong cái bịch này ra. Vì mình rất là tiết kiệm luôn, về những cái món đồ này mua mình phải đầu tư rất là nhiều. Ôi chị, bây giờ mình sẽ là chờ chị Hai lấy cái này ra, xong rồi là mấy bạn sẽ là tiếp tục chơi nhé. Đây, salam này, salam màu trắng. Đây là màu xa, salam màu trắng nha. Tiếp theo, mình sẽ mở mấy cái cốm này ra. Mình xem mở trong đây mình sẽ làm được cái con nắp. Lấy cái kéo để mình mở cái cốm này ra. Ôi, khỏi đi, mình đã biết được cái chỗ mở ra rồi. Oh, wow. Đây là những cái cốm màu hồng nha. Những cái cốm này màu hồng. Mình sẽ trộn vô một cái nha các bạn.
Nè, mình sẽ trộn cái cốm này vào trong bên trong cái màu trắng này. Yêu Cúc đừng có trộn cái này vô. Để màu trắng thôi. Sao em cho em? Không sao đâu, lát nữa Cúc hay Cúc chai cho do Cúc mượn cái màu trắng nha. Em là mới chơi này. Vậy Cúc lấy màu hồng đi, Cúc lấy màu hồng, Cúc lấy màu trắng đi, Cúc lấy màu trắng đi. Bây giờ mình sẽ lấy màu hồng, mình sẽ cho màu hồng một ít. Cốm để cho màu hồng nhìn nó đẹp hơn nha các bạn. Bạn ơi, chị ơi, mình giúp con. Đây là màu hồng. Còn có đừng có trộn lại nha. Nha, mình sẽ gắn mình đây nè, đây là những cái kem. Nó dính mặc dù rất là dính luôn, nhưng mà nó chơi rất là đã luôn nha. Cái này mẹ không được ăn, nhưng mà cái này mẹ ăn được không? Không có được, mình không có ăn được đâu. Cái đó mẹ sẽ là làm gì vậy? Trời, siêu đã luôn các bạn ơi. Wow, đã hơn cái polycat nữa nha các bạn ơi. Đừng mẹ, bây giờ mình sẽ làm một cái kem ra bạn nha. Đừng có nói là không có đã không? Như bác bạn. Thôi mình phải bỏ kem với lại salam qua bên đi Cúc. Bỏ cái hai mấy cây đi, cái đó qua bên đi. Rồi, tiếp tục mình sẽ tiếp tục bóc hộp, mở hộp ra. Tiếp tục mở hộp nào. Tiếp tục cái này nha. Bây giờ mình sẽ bóc trứng cùng chị hai. Ui da. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cánh nè. Đầu tiên sẽ là cái cánh màu hồng có hình trái tim bị vỡ và một cái cánh thiên thần và một ác quỷ. Bây giờ mình sẽ bóc nha. Đầu tiên mình phải chà cái trái tim ở đây. Chà làm sao cho nó đổi màu. Rồi, mình sẽ bóp vào. Wow, mình đã mở ra được rồi. Chị hơi... Mình đã mở trúng được một bạn. Vậy thôi, cha mở cái này cho em đi, cho em chà mà không được. Mà em Cúc không thể nào chà được. Để mình giúp cho em Cúc nha. Còn đây là cái cánh nhạt nè bác bạn sáng. Chút nữa mình bóc cái này mình sẽ dường cho chị hai nha bác bạn. Hôm nay là sinh nhật của chị hai trước rồi nha bác bạn. Mai sinh nhật của mình thì mình sẽ là mua đồ chơi cho bác bạn. Tại vì cái này chảy xuống rồi nè. Cắn lại cho đẹp chứ. Đây rồi. Bye bye. Wow, đây là một bạn chim cánh cụt nha các bạn. Chim cánh cụt. Lát nữa mình sẽ xem cái list của những cái bạn này để xem cái tên. Một bạn chim cánh cụt có cái cánh thiên thần và ác quỷ. Và một bạn thỏ màu hồng siêu cute hột me luôn. Và một bạn cáo. Bây giờ là cái bạn này Hokute học me xí muội luôn. Dư là giúp như Tommy vậy á các bạn. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ để cái này ra một bên và mình sẽ gắn lên tay đây luôn. Đúng nhất là lạ luôn các bạn. Đây là cái cánh âm nhạc nha các bạn. Cái cánh hình kim cương âm nhạc. Tiếp tục chà cái hình ở trái tim ở đây nè. Hình trái tim này nha các bạn. Đen đen ngon. Chà và nó sẽ đổi màu lại. Cái bạn chim cánh cụt kia đã ngồi lên trên cái kem rồi kìa. Hi, mình sơ đi, mình sẽ trắng ngồi lên cái con này luôn rồi. Bây giờ mình ra lấy nó ra. Bây giờ mình bỏ cho nó ngủ. Yeah. Không sao cả, sau khi mình đã gỡ được cái này ra rồi, không biết mình sẽ trúng được bạn gì tiếp theo nha. Một bạn màu xanh nước biển, hình như là bạn khỉ thì phải. Các bạn ơi, mình đã trúng được một bạn khỉ nha. Bây giờ mình sẽ gỡ về. Wow, một bạn khỉ. Bạn khỉ này là bạn khỉ nhạt rock. Mình sẽ xem tên từng bạn này để biết coi kênh của những bạn này là gì. Đây là cái list. Ok, em bắt chờ. Wow, có nhiều bạn lắm luôn các bạn ơi. Có nhiều bạn quá đi. Mình còn có thể thảo nhạc âm nhạc được cho các bạn này nữa nè. Dễ thương quá đi, mình sẽ xem bạn khỉ này có không. Đây, bạn khỉ đây là Enkimorin. Bạn này tên là Enkimorin nha. Còn bạn này thì để mình xem coi. Để xem cái này nhá. Các bạn ơi, xài lam này rất là bẻo, rất là cứng. Wow. Nhưng mà cái bạn này sẽ ở trong nhóm thiên thần và ác quỷ nè. Có tên là Fensokay nha. Và cuối cùng là và hai bạn này, bạn thỏ có cái bộ lông siêu mềm mại. Mình sẽ kiểm tra bạn đó ở đâu. Bạn đó tên là Cover Bunny. Còn bạn cáo có hình trái tim tức giận này.
này thì có tên là Rock Ready. À này có tên là Rock Ready nha các bạn. Wow, mình đã trúng được ba bạn này. Ba bạn này siêu dễ thương luôn, siêu cute luôn. Mình sẽ đặt ba bạn này ở đây nha, mình sẽ bỏ hết rác đi. Mình có thể thay đổi cánh của các bạn này được, mình sẽ để các bạn này ở đây và đi dục rác. Nên bạn kem siêu ngon. Mình dẫn với các bạn thôi là mình riêng trả các bạn. Bây giờ mình lắng cái sừng của nó lên đây. Được rồi. Bây giờ mình lấy cái này ra luôn. Đẹp quá. Còn bây một điểm nó dễ khi mình bóc cái này xong thì sẽ có một cái phần là cứng nè. Cái phần này là các bạn sẽ là cái thuyền cho các bạn sóc này ở trên đây. Ngôi nhà cho các bạn này ở trên đây nè. Như thế này nè các bạn. Siêu dễ thương luôn. Nếu mà các bạn nào không thích thì cũng có thể dục những cái này. Đặc biệt mặt mình không thích là mình sẽ dục nha. Nhưng mà mình cũng không thích cái này mình sẽ dục nha. Thì làm này rất là rẻ mà mình không được trộn cùng với nhau. Tiếp theo sẽ là Poly Bucket Sippy Straw. Tiếp theo sẽ là một hộp Poly Bucket. Poly Bucket vườn thú. Đúng rồi các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, Omi TV ơi. Trời ơi, mình rất là thích cái hộp này luôn. Mình cũng rất là thích. Bây giờ mình sẽ bóc ra thử nha. Tan tan tan. Dẫn là Keto Sinus. Và nếu mà các bạn mua một cái hộp ở trong đây thì các bạn sẽ được nhận một cái chỉ hướng dẫn cách chơi nha. Nhưng mà mình sẽ không cần. Wow, có một cái dây nè, một cái thuyền, một bạn hươu cao cổ đang ăn cỏ. Để mình mở ra. Bạn hươu cao cổ này được làm bằng nhựa nha. Dựa dẻo, mình thấy hơi dựa dẻo thôi các bạn ơi. Nè, bác bạn có hình dáng nữa luôn nè bác bạn ơi. Đây là một cái chỗ cho các mấy người này. À, đây là hình dáng sticker. Hình dáng này rất có một cái đặc điểm. Đây là một ví dụ, đây là một bạn búp bê chân dẻo đi. Chỉ cần mình gắn cái bạn này lên cái hình dáng này, bạn nó có thể không thể nào rơi được xuống được luôn. Quá hay luôn. Còn đây là gì á bác bạn? Nhưng mà mình không biết. Nhưng mà cái này lại dễ rộng nha bác bạn. Dạ, nếu mình mua cái hộp này mình sẽ có được hai bạn búp bê. Bây giờ mình sẽ gắp chúng cuối cùng với nhau. Đây là con khỉ nha bác bạn. Còn đây là cái gì nữa nè bác bạn? Giống như là ống hút quá bác bạn ơi, mình ghét đó. Đừng có giật nha. Cho hai những cái nhận. Chị hai những cái mấy con trượt này tầm, nè. Tầm. Sao Cúc lại cho những cái hình này vô vậy? Thầy kiếm gì vậy mà tí. Mát quá đi, slam màu hồng này với lại cái này rất là mát luôn. Đây là hình unicorn. Đây chính là cái hộp này lúc vào vận chuyển thì không may đã bị hư rồi nha. Cái này đã bị đứt ra rồi. Cũng không sao, mình khởi gắn vô lại được. Nhưng mà mình cũng là mình sắp đi được luôn đó bác bạn. Mình sẽ nhìn xem hướng dẫn rồi bác bạn ơi. Đây là một cái cánh cushion fish. Là những câu đánh đi gậy và bị thương rồi. Và mình sẽ chà quyết mấy cái này. Bây giờ những cái tình yêu này rất là bị bể rồi. Tình yêu này không có chút đợt nào đúng không bác bạn? Thấy không bác bạn? Sau khi mình đã gỡ xong những cái này rồi thì mình vẫn còn một hộp đồ chơi nữa nha các bạn. Ráng đợi nha. Đây mình sẽ quay từng cảnh cho các bạn xem luôn. Tôi bạn hay con quay vóc được các bạn có thấy cái này không? Đây có một cái con sư tử ở đây luôn. Sư tử mở ra, mở vô. Và một bạn hà mã hả họng ra, mở vô, mở ra. Ở đây có một bạn chuột túi. Mở ra, mở ra. Đó, cái bạn này siêu dễ thương luôn. Các bạn mở lên đây nè. Và
mình còn có một ngôi nhà trên cây nữa nha, trên cây dừa. Mình có thể mở ngôi nhà này ra được. Wow, đêm nhìn đấy. Trong ngôi nhà này có một cái xích đu, có thể cho bạn bully bucket lên. Em Cúc này làm rơi cái giỏng luôn. Đây, có thể cho một bạn bully bucket lên đây nằm được. Ê bác bạn ơi, bây giờ này là mục tiêu nè, bây giờ mình lấy nó ra. Có một bạn hươu cao cổ mình sẽ gắn ở đây. Bây giờ cho em nhìn với chị hai không, cho em nhìn nè. Chị quay lại, lát quay lại, giờ cui xà lam cho Cúc nữa, cui chưa? Ừ, lát nữa mình sẽ quay lại nha các bạn. Mình sẽ dẹp bỏ bộ đồ chơi này qua bên đây. Lát nữa mình sẽ quay lại tận cảnh cho các bạn coi. Và cuối cùng là hộp cực kỳ đẹp luôn nha. Cái hộp này rất là đẹp luôn. Đó chính là hộp slam Kim Tuyến. Hello five me. Có tất cả là 3 loại slam. Slam ngôi sao, slam cá ngựa và slam con sò nha. Mấy bạn ơi, ngon. Mấy bạn ơi, đẹp ơi. Slime màu tím và những cái phụ kiện em như là cái chum này nè. Đây là hình tròn. Mình đầu tiên mình sẽ bóc cái ngôi sao màu tím này ra trước nha. Bây giờ là em sẽ chọn cái nào đây, chọn cái này. Mình đổi ra đây là tràn trộn vô xong rồi mình sẽ làm đẹp hơn một chút để mình đóng nha. Bạn nó mới chơi vậy ha. Cúc ơi. Dạ. Cúc khóc lên. Mình lấy chút cố có nước rồi. Hôm nay là sợi lâm rất là dẻo luôn. Bài rất là dẻo. Đeo cắt cho. Ba cất cho con đi. Bác bạn ơi, bác bạn. Hôm nay là mình sẽ có một đồ chơi rất là bự qua luôn. Nhưng mà sáng mai mình sẽ làm đôi đồ chơi mới cho bác bạn xem nha. Cắn cái gì? Đây cái này lật rất là dễ mà. Wow, cái màu tím này có một vị khoai môn. Em để xem thử, em thử thử thôi. Vị khoai môn nha các bạn. Wow, sữa khoai môn. Wow, đã. Với một cái slime nè. Ba của mình đã giúp cho mình gỡ những cái slime này ra. Slime này đã quá đi. Tiếp theo, slime con sò. Còn cái hình con sò này các bạn. Ok. Bây giờ mình và sẽ... cuối cùng là slime con cá ngựa. Slime cá ngựa này siêu lỏng luôn, là slime nước nha các bạn. Đây là slime loại nước. Nó dính tay quá các bạn ơi. Mày như là nó dính tay quá, chắc là mày phải đẻ cô xong rồi nó dính tay luôn bắt bạn ơi. Và mình sẽ lấy cái nó mới dính, nó bóp chút nữa hết à, bóp nhẹ nhàng hết à, cái là dùng để trang trí nha. Đúng rồi, con sẽ trang trí cho cái quả sò này. Đâu rồi cái chỗ gỡ đâu đây. Mấy bạn ơi, mấy bạn ba mình sẽ giúp cái này cho mình để mở ra bác bạn ơi, mình không biết chỗ mở đâu. Để ba giúp cho. Mình sẽ làm đại xíu nha bác bạn. Kurama siêu vĩ sai. Đi 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 đi. Đúng rồi, mình sẽ lấy trang trí này để mình gắn lên đây. Gắn lên đây. Hình như đây là hình cá heo nha các bạn. Hình cá heo. Siêu vĩ sai, siêu vĩ sai. Yum bi yum ba yum ba. Yum ba yum ba yum ba. Yum ba yum ba yum ba. Ba ba ba. Wow, cái sò lam nước này rất là đã luôn, mình siêu thích luôn. Và tiếp theo sẽ là sò lam màu tím, sẽ dính thêm nhiều hình này vào nữa. Sò lam tím ơi, ôi mình đã không may bị dính những cái chum nhỏ xíu này rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cũng dính cái con cá heo này rồi bác bạn ơi, quá nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ lấy luôn. Quá trời cá heo luôn, cái này không biết mình
mình có chơi được không? Nói sao nhiều quá vậy, dính đầy tay của mình luôn rồi các bạn ơi. Đúng rồi, đồ chơi này rất là tuyệt vời và hào hức, mình rất là thích luôn. Slime này quá đã luôn, quá đã luôn. Nhưng mà mình rất là thích cái con slime này, nhưng mà nó bạn ơi, dính vô luôn bất kỳ quá rồi. Đi slime gì dính quá các bạn ơi, dính quá mình không gỡ ra được luôn nè, dính tay đầy tay của mình luôn rồi, kỳ quá đi. Bây giờ mình sẽ dính đầy tay của mình nữa. Mình sẽ sử dụng slime nước. Slime nước là slime có thể giúp mình. Slime nước. Hình như cũng đã hết thời gian để quay video rồi các bạn ơi. Thôi, mình phải tạm biệt các bạn vào những video tiếp theo rồi. Tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Nhớ nhấn like cho mình nha.